tôi sẽ tự đâm vào mình vậy? Gian mà trượt này là của tôi. Tôi sẽ không để cho anh cản đường mình. Xe kia, như đã hứa là sẽ chặt sáu xo. Lời hứa còn lại là lời hứa. Với lại Yanagi là khiến Sakura Rinkai giành được chiến thắng. Tôi đã giữ tất cả lời tôi đã giữ tất cả lời hứa rồi. Xin lỗi vì đã cười. Làm tốt lắm kìa. Rất tốt, đúng như kế hoạch của chúng ta. Nhưng mà rất khó để có thể giữ được hết tất cả mọi lời hứa của cậu. Nếu vậy thì hãy tới Yakuman đi. Yakuman đi. Đêm Yakuman. Nghĩa là Hanuman sao? Cũng có thể là Baiman chứ. Sai rồi. Yakuman 32.000 điểm là 32.000 điểm lận đó. Đây là mạt dược cây à. Đáng tiếc phải phân biệt thắng thua. Chưa đâu, tôi vẫn còn sống đây. Đúng là một thằng nhóc mà. Nó không phải là trẻ con. Đó là ánh mắt của người đàn ông trưởng thành. Còn sống sao? Không phải là sắp chết rồi hả? Takasu, vậy đi, cứ để cậu ấy chơi như bình thường. Còn nếu như không thể tiếp tục được thì anh có thể dùng người dự bị và tiếp tục hoàn thành vai trò của mình. Kiên nhẫn chút đi, mau dùng tay giữ vết thương lại đi. Thắng thì tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện ngay. Nếu như cậu thua thì tôi sẽ dứt cậu xuống biển ngay lập tức. Nghe rõ chưa hả? Phải thắng thôi, nhất định phải thắng, không được thua.
như vậy được không? Sakura Rinkai đặt cược vào khi bắt đầu thôi nào. Được, vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta tiếp tục đấu ván tiếp theo. Không biết là điều kiện gì nhưng mà để có được lòng tin của Takatsu thì phải tự đâm vào bụng của mình hay sao chứ? Chẳng lẽ là phải như vậy hay sao? Nhìn tới nhìn lui kiểu gì vẫn thấy thiếu, vì đã 30 phút trôi qua rồi. John, ba ngàn. Rốt cuộc thì tên Hoi dẫn tới trước. Cô biết là đang cách nhau 50.000 điểm với Seki không? Quá tệ rồi. Vậy thì điểm số của Hatajima là 11.800 điểm. Vậy có nghĩa là nếu tình hối chuyển Hanuman cho Seki thì sẽ kết thúc bằng Tobi. Hatajima-kun hiểu rồi sao? Dù là ai cũng được hết. Kỹ năng xoay chuyển tình hình để có thể bay xa hơn nữa, điều đó cũng dễ mà. Đêm nay dài quá rồi, phải mau chóng kết thúc thôi. Sakuranka đã thua rồi đúng không? Tôi cũng nghe nói là vậy đó. Đang nói cái gì vậy? Không phải chỉ có Sakuranka đâu. Không lẽ dựa vào nỗ lực của tên đó mà thắng được hay sao? Cũng đã lâu lắm rồi mới có cảm xúc dâng trào như vậy. Phải rồi, chẳng có ích gì khi lừa dối một cách trơ trẽn như vậy đâu. Yuichi, xác định Yuichi bằng Oya. Nếu Hatajima cắm chốt 3 sao pin thì mọi chuyện kết thúc. Kết thúc rồi. Xong chưa vậy? Ngớ ngẩn thật. Đến lúc rồi. Paul, đừng đánh nó xuống. Vô dụng thôi. Có nghĩ là canh kín tiếp theo hay không? Khắc khe như vậy sao? Nhưng mà đó mới chính là sự ngoan cố của đàn ông đó. Thật ngoan cố ha, Dojima. Thật vui khi nhìn thấy anh chơi mặt dược. Đây cũng sẽ là lần cuối cùng, rồi cũng sẽ mất cả hai cánh tay của anh thôi. Tôi đoán là như vậy. Nào Hatajima, đã biết chờ đợi của tôi chưa? Sao vậy? Hết thuốc rồi sao? Trời, đang đợi Binzu. Phía trên, phía dưới đều không bình thường. 1, 4 hoặc 3, 6. Không có 9 pin. Một man là cú đánh đầu tiên. Rồi bỏ đi. Chưa thấy tạm sắc. Đợi đã.
Bà Sáu Bin, ngoan cố. Tính ngoan cố chính là minh chứng của đàn ông. Nếu như không ngoan cố thì đừng làm đàn ông nữa, biết chưa? Nếu không ngoan cố thì đừng làm đàn ông nữa. Đó là một trong những câu nói yêu thích của tôi. Sao vậy, Atayama? Chặt nhanh đi chứ. Mau bỏ quân Atari đi, mau lên. Khi trò chơi kết thúc, sẽ cho thêm thuốc cho anh. Làm đi. Chặt nhanh đi. Đúng rồi, chặt đi, mau lên. Ngoan cố, ngoan cố của người đàn ông. Đúng rồi đó Kay, như cậu đã làm. Đã là đàn ông thì phải ngoan cố và cứng đầu. Nè, đang nói gì đó? Im đi. Đây rồi. Đây là cái mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi tìm thấy nó rồi. Sao đây? Hết thuốc đừng bị điên sao? Điều mà tôi đang tìm bấy lâu chính là cứng đầu và ngoan cố, là bản tính không thỏa hiệp. Dojima đã cựa cánh tay của mình. Ok, đã tự đâm bụng và đặt mình vào thế nguy hiểm. Đây chính là ranh giới không thể thỏa hiệp. Đó là lý do họ có thể chấp nhận, cho dù có phải thua. Mọi việc đúng là như vậy đó. Tôi muốn có một trận đấu đúng nghĩa, người với người. Ngay cả khi tôi phải thua đi nữa, tôi đã tìm thấy thứ mà tôi đang tìm kiếm rồi. Mày có bị ngu không đây? Mày có nhớ là ai lượm mày về không hả? Kay là nội gián, hay tôi là nội gián, thì đó không phải là cờ bạc. Tôi sẽ thi đấu với tư cách một người đàn ông. Đó là danh dự cuối cùng còn lại của tôi. Hãy để tôi thi đấu như một người đàn ông. Ngu quá đi. Chúng ta đang thi đấu đó, biết chưa? Suy nghĩ lại đi, đã đầu tư bao nhiêu vào cuộc chiến này rồi? Đúng là nực cười mà. Quy tắc Tai Giao và Hatayama đã trao đổi thì tất cả ai cũng biết rồi. Không trao đổi gì hết. Đó là điều kiện mà mày đã nói ra mà. Đúng hả? Thì ra là cơn giận đó là giọt nước tràn ly sâu. Mục đích của Kay là nhắm vào Hatayama, nhưng mà nó lại làm cho cậu ta thức tỉnh rồi. Nếu rồi Jima thua, Kay tiếp tục chuyển điểm, bằng cách nào đó sẽ chuyển vào cái hộp như đã nói thôi. Nhưng mà không ngờ đến cả Hatayama cũng thức tỉnh rồi. Giọt nước mà muốn xuyên qua đá sao? Hatayama cũng còn chút nhân tính đó. Đúng. Kay đã nhắm vào Hatayama và đã tin đến phút cuối cùng rồi.
Khốn kiếp, xem chút đã thắng rồi, dù chỉ là một trận thắng chết tiệt mà thôi. Khốn kiếp. Thằng Seki này đã bực mình lên rồi. Nếu như mà tấn công khi đã mất bình tĩnh rồi thì đó là lỗi của tôi. Nếu chuyện này xảy ra, tao nhất định sẽ đánh chết mày thật khốn kiếp. Nhưng khoan đã, mày nghĩ đi, tao đã nói gì hả? Mày có nhớ gì hay không? Đang chờ 57.600 điểm. Nếu đánh trực diện thì mày là người lớn. Đó là lý do mày muốn thắng tao đúng không? Trận cuối sẽ chơi một cách bình tĩnh và cuối cùng sẽ chiến thắng. Không được đâu. Tất cả mọi chuyện vẫn nằm trong tính toán của tao mà thôi. Cho dù mày có làm gì thì cũng không qua mặt được tao đâu. Bởi vì tao đã tính hết rồi kìa. Canh kín 1.300 và 2.600. Một que điểm 2.700. Canh kín. Bảy trăm, 1.300. Lôi trời tốt nhưng... Không may là... Nó quá ít thôi. Canh kín. Riêng gì, y bác số chi tô. Không có u ra. Không u ra. Hết. Chết tiệt. Dừng lại Manin sẽ không phản công. Bỏ tan dao, lấy siro tan kia xong. Canh kính. 2.000. Ít vậy thì có ổn không đây? Nghe cái Yami tên cũng không đánh trực tiếp như vậy. Cậu ta giữ những quân cờ đã đánh trúng. Nếu như giữ chặt như vậy thì... Sao vậy kê? Mặt tái xanh luôn rồi kìa. Để tôi gọi xe cấp cứu. Khoan đã. 3 phút nữa thôi. Dạ. Nè, thật sự xin lỗi nha. Đây không phải phim kinh dị đâu. Điều gì khiến cho cậu trở nên như vậy chứ kê? Amina đúng không? Chết.
Làm tốt lắm. Làm rất tốt. Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. À không, hơn vậy. Dán cuối để Uchima quay ngược bằng Uya thì cần hơn bay ma. Nếu chúng không mở rộng được thì không có vấn đề gì. K phải lấy Baiman từ tôi. Đó là điều kiện can kiến Yakuman. Tôi sẽ không đưa vì sợ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng mà theo như thống kê, xác suất lấy được Yakuman là 1/400. Nghĩa là chỉ có 0,25 cơ hội giành được Yakuman này. Là một trận đấu mà có thể thắng nếu đánh bình thường. Nhưng mà vấn đề là, phải rồi, đôi mắt đó vẫn chưa tuyệt vọng. Rõ ràng đã muốn nhắm tới cái gì đó. Nhưng mà tôi không biết đó là gì. Ngay cả tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Lúc đó khi cây xỉu và trong lúc hỗn loạn đã làm dấu lên một quân bài rồng. Đúng rồi, quân rồng đó đã được làm dấu. Rất thuyết phục vì đánh quân bài đó ở phía nam hai. Gigi, rồng đó là vũ khí cuối cùng có khác mạng sống của cây. Gigi, Ipato, chi tôi. Nên chắc cây sẽ đánh quân bài đó sau lượt 4. Đương nhiên là nhắm vào Yakuma. Vậy rồng trắng đó là Đại Tâm Huyên hay là Quốc Sĩ đây? Phải thay can kiến Meguri. Nếu như mình không mau chóng làm vậy thì mình sẽ thua mất. Bây giờ phải tính toán thật cẩn thận mới được. Bon, thời điểm tốt. Hatayama làm được rồi. Biểu cảm đó chính là bằng chứng. Quả như là rồng trắng. Kết thúc rồi Kay. Bon, gầm gừ bên trong sao? Nhưng mà quân bài hiển thị đô ra và quân bài trong tay cũng rồi. Vì vậy nhiều nhất nó chỉ là tam nguyên mà thôi. Sau đó ngay cả đô ra này cũng có thể đánh lên và kết thúc. Lại rồng sao? Cái gì chứ? Chỉ có rồng đó thôi mà. Không thể nào, mình chắc chắn 100% mà. Rồng xanh. Cái gì? Kỳ lạ thật đó. Điều kiện Baiman mà sao lại có đô ra chứ? Đã xuống chưa? Không đâu, điều đó là không thể nào. Baiman là phải có rồng xanh, rồng đỏ, rồng trắng, đông nam bắc. Những quân bài còn lại có nghĩa là đang chờ Tanki. Hiểu rồi. Đã thay đổi cách chơi vì không lấy liền Tanki đô ra mà. E là đang chờ Binzu. Dù sao nếu không chặt Binzu thì không thể đánh được. Tên bay 147 pin chờ. Đây là những quân bài có thể chặt được. Dĩ nhiên là không thể Richie. À, không đâu. Rất tiếc. Thì ra đây chính là trò biệp của Kay. Phải hả? Kay thậm chí còn chưa có đủ tên bay mà. Chính là lúc đó khi té xuống bàn, nó làm gì đó với quân bài rồi. Cú tự đâm bụng vô tội giả này là một trò biệp để chuyển sang trò chơi tiếp theo. Trong trò chơi tiếp theo, Uchima có thể quay lại ngay cả khi Hanema. Vậy sao? Cái nhắm tới là cái đó sao?
Đúng là quá kiên trì đó Kay à. Nhưng mà tao sẽ không để cho mày làm vậy đâu. Được thôi, để lừa Kay ở gián tiếp theo. Sẽ giải quyết vấn đề tại đây. Richie, mày chết đi. Kay. Bon. Sao? Quân bài vừa bỏ, lúc nãy là Bon sao? Vậy cú đánh đó là mồi nhử để kéo tôi ra trận sao? Đúng là ngu ngốc mà. Nếu ra thì sẽ làm gì? Ôi Chúa ơi, Richie rồi sao? Kay đã xác định rồng xanh đỏ đôi ra ba. Nếu gấp hai lần năm thì không cần phải có Honru, thì Honishu tôi cũng có thể ra cơ mà. Tệ quá đi. Đúng là quá tệ mà. Cảm ơn đã Richie. Cái này có thể làm ngay mà. Nhưng mà để cho Kay thắng nhất định là cần phải có kỳ tích thôi. Muốn đánh về hướng nam sao? Bon. Được rồi. Vẫn chưa chặt nó sao? Nhưng cái này là bay mai. Nếu điều này xảy ra, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc có thêm 147 pin để kết thúc. Nào, mau lên. Ối ra máu sao? Có phải Kay đã nuốt máu từ nãy tới giờ không? Tốt lắm. Kay đã tới giới hạn của mình rồi. Chảy máu có thể làm chết người. Thật đáng tiếc, không thể chơi tiếp rồi. Thời gian trôi qua thì mày sẽ chết. Tới lúc rồi, vố kéo dài thêm chút nữa thôi là được. Lại binh dư sao? Ý trời, đi đâu mất rồi ta? Hả? Đâu mất tiêu rồi? Sao kỳ vậy? Không thấy đâu hết. Đâu mất tiêu rồi ta? Tôi kỳ quá vậy nè. Nó mất rồi, không biết văng đi đâu nữa. Nếu đã như vậy rồi thì làm sao để hắn chết nhanh đi? Đó mới là cách tốt nhất. Nhìn đi, đây là quân bài của cậu mà. Mở to mắt ra mà nhìn đi, đừng có xảo sự. Nhìn cho kỹ đi, là đàn ông mà. Người đàn ông này đã lấy đi mạng sống của mình trong một trận đấu lớn. Mày được cút bắt trước theo nha. Mày có nghe kỹ từng lời tao nói hay chưa?
Không phải là ở đây để xem khỉ diễn xiếc đâu đó, nghe chưa? Có tin là chặt tay mày không đây hả? Không biết một tên xã hội đen là thích một học sinh trung học. Cậu ấy chính là người đàn ông mà Yanagi đã mong đợi. Pon, Pon đã được cứu rồi, nhưng mà vẫn chưa tan bay. Khoan đã, tám pin Pon là Tanki. Nếu vậy có khả năng là Yakuman rồi. Đúng hả? Không thể nào đảo ngược với canh kiến được. Đúng vậy. Bình tĩnh, suy nghĩ. So với việc Kay đang chờ Tanki thì cái chờ tam diện của mình có lợi hơn rất nhiều. Có thể thắng, nhất định có thể thắng rồi. Nhất định có thể thắng mà. Còn lại 6 quân. Nào, 147 pin đi. Dạ, không được cũng không sao. Dù cách nào cũng không thể quay ngược với canh kiến. Dạ, trước trận đấu tiếp theo. Ok, chết. Thắng rồi. Dojima, sao vậy? Canh kín mà. Can là gì vậy? Phá tem bay sao hả? Đúng là không tin được mà. Đang làm cái gì vậy không biết nữa. Đúng thật là. Anh nghe đã là đến cuối. Nếu ông già không có điểm đâu, sẽ kết thúc luôn đó. Là anh sẽ thua luôn đó. Anh có hiểu chưa vậy hả? Tụi nó anh có hiểu không vậy? Chưa điên rồi hay sao hả? Anh có hiểu hay không hả? Làm như vậy là sao chứ? Đi. Có thể cảm nhận được trận đấu hôm nay đã diễn ra như vậy ngay từ đầu rồi. Suy nghĩ thử xem, cậu ta đã kiên quyết tự đâm vào bụng của mình. Trận đấu này mọi thứ đều nằm trong tay của một người hết, kể cả là tôi, Takasu và Kaseki. Tất cả mọi người ở đây đều đã tham gia cuộc sống này rồi. Ok, nếu là như vậy, dù là thiên đường hay là địa ngục đều sẽ kết thúc cả thôi. Chính là cậu. Thắng rồi.
Đi thôi. Càn kín. Đem Yakuman đi. Dạ. Thầy ơi. Hay lắm. Tốt. Cuối cùng thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Hay lắm. Hay quá. Chúng tôi thắng rồi. Hay lắm. Hay lắm. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Mừng quá đi. Hay lắm. Hay lắm. Chúng ta sống rồi. Thắng sống rồi. Rồi. Sống rồi. Hay quá. Hay, hay lắm. Mừng quá. Tôi mừng lắm đó. Phải, chúng ta thắng rồi. Sao ạ? Tuyệt vời. Lúc hay lắm. Sợ muốn chết luôn. Đúng là không tin được. Mày sắp chết rồi. Để tao chỉ cho mày một điều cuối cùng nha. Lần này, lần tiếp theo làm gì và làm sao để có thể giành chiến thắng? Mày xin đi rồi tao chỉ cho. Còn nếu như không thì mày hãy chấp nhận thua cuộc đi, nghe rõ không? Tôi không cần phải làm gì hết. Đúng là thằng ngu mà. Ngay cả dấu trầy trên quân bài này tao cũng biết rõ hết. Và các quân bài khác nữa. Shiki à, anh có sao không? Anh đang run sao? Đúng hả? Ngày đầu tiên tôi gặp mày tao đã sợ rồi. Tao đã thua. Tao thua rồi. Kỳ à. Kỳ à. Kay, cậu tỉnh rồi. Kay, Kay, cậu có nghe không? Tốt rồi. Cậu đã tỉnh. Hô. Chà. Nè cậu học sinh, đã tỉnh chưa? Đúng lúc đó. À, được rồi. Không nói gì cũng được. Tuy nhiên là do tôi không chú ý khi lái xe và đã đụng phải cậu. Bây giờ cậu đã tỉnh rồi. Cho tôi xin lỗi cậu nha. Dù sao thì cũng rất mừng vì cậu đã không phải chết. Chúc mừng cậu. À, đây là tiền bồi thường 50 triệu yên. Mong là cậu nhận cho.
50 triệu yên. Nè, chăm sóc cho bản thân thật tốt. Nào, chúng ta hãy đi mua quần áo và chăm sóc cho Amina thôi, hả? Ừ. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Kay, này là tiền gì? Không nguy hiểm sao? Hãy báo cảnh sát nha. Không sao, số tiền này khó lắm mới có được, nên sẽ lấy. Hả? Vậy là sao? Không sao đâu. Mọi chuyện xong hết rồi. Xử lý sao với thằng Shiki đây? Làm được không? Cứ để nó trốn như vậy hả? Vậy Shiki thì cần phải giữ lời hứa với Kay đó. Chà, để nó thoát tội dễ như vậy sao? Ừ. Bây giờ thì còn có gì khác cần phải làm trước rồi. Ờ, sau đó thì sau. Được rồi, hãy bắt đầu thôi.